Ok, chào tất cả các bạn, mình là Thủy Phan TV và hôm nay thì mình mới kiếm được hai con motor này các bạn. Đây là motor 220 giảm tốc các bạn, một con là ở trong lò vi sóng này, một con là ở trong quạt các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái con này để làm một cái bàn xoay để còn quay những cái kiểu như là những cái mô hình các bạn. Đấy, quay review hoặc là để còn livestream bán hàng các thứ các bạn. Đấy, để lên đây cho nó quay qua quay nhìn nó đẹp các bạn nhá. Đấy, con motor này thì mình cậy ở trong lò vi sóng cũ rồi, nhìn là nhìn nó hơi cũ cũ. Đây, con này thì ở trong quạt này, hoặc là mọi người có thể chạy ra những cái tiệm điện cơ các bạn, mua những cái con motor như này. Giá là 25 nghìn một cái nha các bạn, cũng khá là rẻ thôi. Đây, cậy thử cho bạn xem là bên trong cái chiếc motor giảm tốc này nó có gì nhá. Con này, hai con này đều sử dụng điện 220 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cậy cho mọi người xem nhá. Rồi các bạn, đây là bên trong của cái chiếc motor này. Đấy, nó có bánh răng nha các bạn. Bánh răng này là để còn giảm tốc đây. Đấy, giảm tốc để còn tăng cái mô men xoắn lên nha các bạn. Đó, do là cái này nó là chỉ có 25 ngàn thôi, nên là bánh răng nó hầu hết đều là bánh răng nhựa nha các bạn. Hầu hết đều là bánh răng nhựa thôi. Còn những cái loại đắt tiền hơn thì nó có thể là bánh răng đồng. Đây, con này là nó bị gãy bánh răng nha các bạn. Có thể là cái động cơ này nó vẫn hoạt động được nha các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình thấy một cái nhông các bạn. Đây, nó đã bị gãy nha các bạn. Đó, nó bị gãy mất một cái góc này. Đó, khi mà quay đến cái điểm này là nó sẽ bị kẹt lại nha các bạn. Đó là lý do mà con motor này nó không có chạy được nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cạy nốt bên dưới ra xem có gì nhá. Đây các bạn, đây là một cục nam châm nha các bạn. Đó, nam châm này hút nó cũng khá là yếu nha các bạn. Con motor này quay nếu mà không có những cái động cơ giảm tốc này thì nó cũng bình thường thôi các bạn, nó không có khỏe lắm đâu. Đó, nhưng mà do là nhờ như rất là nhiều bánh răng đây, nó giảm tốc liên tục các bạn, nên nó tăng cái lực kéo nó lên rất là khỏe các bạn. Đó, còn chỗ này là quận đồng nha các bạn. Đấy, con quạt đồng này thì vẫn sống nha các bạn, tại vì cái con motor này nó gãy bánh răng nên là không có dùng được thôi, nhưng mà nó vẫn quay được nha các bạn. Đó, cắm điện vào thì nó vẫn kêu là nó quay, nhưng mà cái đầu ra thì nó không quay được các bạn. Hay các bạn, một quạt đồng hình tròn này. Đó, cái motor này thì nó hoạt động hết sức là đơn giản rồi các bạn. Đấy, đặt một cái nam châm tròn vào trong một cái cuộn dây đồng này để tạo ra từ trường làm cho nó quay nha các bạn. Đó, vậy là mình đã có một cái chiếc motor các bạn nhé. Motor hết sức là đơn giản luôn này. Trong này thì là dây đồng thôi các bạn nhé các bạn. Đấy các bạn, motor nó hoạt động cực kỳ là đơn giản luôn. Đây, đây các bạn, cái dây của nó nhỏ đến mức mà mình chỉ cần hất nhẹ một cái thôi là nó đứt luôn các bạn. Đồng nó rất là nhỏ. Tại vì cái điện là điện 220 các bạn. Nếu mà các bạn cuốn dây đồng to á là nó sẽ cháy ngay. Nó rất là nóng và nó sẽ cháy ngay nha các bạn. Nên là ở đây họ cuốn cái đồng gọi là siêu nhỏ. Tại vì cái dòng điện của nó quá lớn các bạn. Đây các bạn, cái sợi đồng của nó thì gọi là như cái sợi lông tơ các bạn. Đây, như một cái sợi lông tơ luôn các bạn. Đó, nó còn mỏng hơn cả cái sợi tơ nhện nha các bạn. Đây, rất khó để có thể nhìn thấy nha các bạn. Đó, nhỏ xíu xíu luôn các bạn. Đó các bạn, vậy là mình đã vừa cậy cho các bạn xem qua về cái động cơ giảm tốc này nó hoạt động như thế nào. Ở đây thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành độ chế nó nha các bạn. Cái này thì cái động cơ ở trong cái lò vi sóng này thì nó đắt hơn nha các bạn. Có thể là cái nhông này nó là bằng đồng nha các bạn. Đó, còn cái động cơ 25 ngàn, động cơ giảm tốc này các bạn sử dụng điện 220 thì là nhông nhựa nha các bạn. Giá rất là rẻ. Đấy, bây giờ thì mình có thể lắp bánh răng vào đây. Nếu mà bánh răng này là bánh răng đồng các bạn có thể lắp vào đây. Đó,
lắp vào đây và độ thêm một cái gọi là cái motor khác các bạn. Có thể sử dụng như con motor tròn hoặc là motor trong đầu đĩa các bạn, lắp vào đây để chế một cái động cơ giảm tốc 12V chẳng hạn các bạn. Đấy. Sử dụng cái hệ giảm tốc của nó thì cũng rất là khỏe. Rất là nhiều bánh răng. Nhưng mà cái bộ giảm tốc này thì nó bị gãy bánh răng rồi, nên là cũng không có tận dụng gì được nhiều các bạn. Đó các bạn thấy gì không? Đây mình đã sơn màu đen thôi, có gì đâu. Đây các bạn. Đây các bạn nhá. Sơn màu đen nhìn cho nó đẹp hơn. Và đặc biệt đây. Đây là cái bàn bàn quay của nó nha bạn. Đấy, in 3D nha bạn. Ở bên trong là nhựa trắng, bên ngoài là nhựa đỏ nha bạn. Rất là đẹp luôn. Đấy, có những cái họa tiết bánh răng này. Nhưng mà úp dưới sẽ cũng chả ai nhìn cả bạn nhá. Đó. Lắp vào đây là xong nha các bạn. Ok các bạn, vậy là đã hoàn thành rồi. Một cái chiếc bàn xoay nhìn khá là chất lượng nha các bạn. Với cái con motor này thì nó có thể hoàn toàn là tải tầm khoảng 3 cân cho các bạn. Đó, con lò vi sóng này. Đấy, nó quay rất là chậm thôi. Đấy, mình có thể đặt những cái vật mẫu lên đây. Cái tốc độ này là vừa đủ cho các bạn, chứ không phải là chậm quá nha các bạn. Tốc độ này là quay gọi là vừa đẹp thôi nha các bạn. Đó, nó sẽ quay một cách hết sức là từ từ nha các bạn. Rất là đẹp. Đấy, hôm nay thì mình sẽ tiến hành review cái sản phẩm này chẳng hạn. Đấy, các bạn đặt lên cho nó quay cho các bạn nhìn rõ hơn. Nhìn gọi là 360 độ nha các bạn. Đó, đây là cái động cơ Z Turbo nha các bạn. Đấy các bạn, quay hết sức là gọi là từ từ.